tái sinh nhan sắc cùng chuyên gia Hàn Quốc duy nhất trong 3 ngày từ ngày 20, 21, 22 tháng 11, độc quyền tại thẩm mỹ quốc tế Bali, trực tiếp viện trưởng Viện Thẩm mỹ Seoul Hàn Quốc thăm khám và điều trị. Top 10 bác sĩ thẩm mỹ có tầm ảnh hưởng lớn nhất châu Á, chuyên gia từng làm đẹp cho các ngôi sao hạng A của Hàn Quốc, Nhật Bản, chuyên gia 25 năm kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ căng da, xóa nhăn và điều trị lão hóa da cho phụ nữ trung niên châu Á. Trong 3 ngày làm việc, chuyên gia Hàn Quốc chỉ nhận 30 khách hàng đăng ký sớm nhất, không nhận thêm để đảm bảo chất lượng dịch vụ. Hotline đặt lịch 0386 463 463. Đặc biệt, ưu đãi dịch vụ lên tới 70%, tặng ngay thẻ chăm sóc da chuyên sâu trị giá 5 triệu đồng. Cơ hội làm đẹp chuẩn Hàn Quốc với chi phí vô cùng tiết kiệm. Trẻ hóa thơ mây Everwick of 55%, tặng giảm béo, trợ giá 70% trẻ hóa đa tầng Ultra Plus, trợ giá 60% căng chỉ Extra Vlip, tặng 25 sợi chỉ trẻ hóa, of 55% nâng cơ U-Therapy, giảm béo LT Kevilline 5 triệu trên 10 buổi, of 70% giảm béo Lipo Slimming, chỉ từ 15 triệu đồng trên vùng, mua 2 vùng tặng 1 vùng. Ngoài các ưu đãi siêu hấp dẫn, tất cả khách hàng đều được thăm khám và tư vấn miễn phí và thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu Hàn Quốc và Việt Nam. Duy nhất trong 3 ngày, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 11, tại 463 Kim Mã, hãy nhanh tay đăng ký 0386 463 463.